Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Mình đã quay trở lại rồi đây. Mình đã quay trở lại sau chuyến đi công tác Thái Lan 3 ngày tham dự sự kiện ra mắt chiếc Honor 10 này. Tại Thái Lan thì như các bạn đã biết rồi, và nó đã có cái mức giá chính thức tại thị trường Việt Nam 9.990.000. Và khi các bạn đặt trước tại những hệ thống lớn, ví dụ như là Hoàng Hà Mobile, thì mức giá sẽ được giảm đi vì các bạn sẽ được tặng loa này, tặng sạc dự phòng gì đó, mình không nhớ, nhưng mình chỉ quan tâm với quy đổi là sẽ là 3 triệu tiền mặt, tức là các bạn sẽ chỉ bỏ ra là 6.990.000 cho chiếc Honor 10 này mà thôi. Lúc này khi mà mình biết được cái mức giá chính thức thì mình thấy khá là sốc, bởi vì dường như là Honor đã định chơi khô máu tại thị trường Việt Nam, khi mà cấu hình của nó tương đương với cả chiếc Huawei P20 Pro với mức giá là 20 triệu, trong khi đó thì mức giá thì chỉ bằng một nửa mà thôi. Mình sẽ cùng các bạn phân tích về một vài vấn đề liên quan đến mức giá, liệu nó có thể cạnh tranh được với những đối thủ của nó trên thị trường hiện tại, và các bạn có nên mua chiếc điện thoại này hay là không nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cụ thể hơn. Thì xét ở một cái vấn đề, đấy là cái mức giá dựa trên cấu hình và những cái trải nghiệm, thì mình có thể tự tin để khẳng định là đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong cái tầm giá 10 triệu chứ không phải là 7 triệu sau khi được giảm giá. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là các bạn có một thiết kế hoàn thiện tốt, cái màu xanh Phantom Blue này nó rất ảo diệu, lúc thì màu xanh nghiêng đi thì sang màu tím, rất là khác biệt. Khi mà mình cầm sử dụng cái điện thoại này, mình cứ cảm giác như kiểu mình cầm một cái món đồ trang sức trên tay hơn là một chiếc điện thoại, bởi vì đã lâu rồi mình mới thấy có một chiếc điện thoại khiến cho mình có cái cảm hứng cầm nắm sử dụng nhiều đến mức độ như vậy, bên cạnh chiếc Huawei P20 Pro. Điều thứ hai nó chính đến từ cái cấu hình, thì các bạn đều biết là hai Sikon Kirin 970 4GB 128GB bộ trong, thì cái vấn đề quan trọng là 128GB bộ trong các bạn có thể lưu trữ được thoải mái rất nhiều thứ trên cái điện thoại này. Và với Kirin 970 4GB thì nó tương đương cấu hình với cả Huawei Mate 10 Pro hồi năm ngoái, tương đương với cấu hình của Huawei P20 Pro, tuy nhiên thì mức RAM nó ít hơn một chút xíu. Nhận định về cái con chip này nó có mạnh hay là không, yếu hay không như thế nào, thì mình đã từng có một video nói kỹ về cái hiệu năng của sản phẩm này rồi. Chơi game nó vẫn khá là ngon, đặc biệt có cái tính năng game xui, các bạn có thể trải nghiệm game rất tốt trên cái sản phẩm này. Nhưng cái ứng dụng bình thường cũng ok, nhưng Facebook thì dường như là Facebook nó không thực sự được tối ưu tốt cho MIUI và con chip này, dẫn đến nó sẽ có những khoảng delay nhất định. Và mình nghĩ là các bạn cũng sẽ chấp nhận thôi. Tại vì sao? Tại vì chơi game ngon thì thế là ok rồi. Còn như mình thì đã nói rất kỹ về mọi thứ trong cái video trước rồi, nên các bạn cũng có thể cân nhắc về nhu cầu của bản thân xem nó như thế nào. Tiếp theo là chính đến từ camera. Thì mình đặc biệt thích cái camera ở một chỗ, đây là nó có một tính năng gọi là AI. Thì với AI trên Honor 10, nó có một con chip riêng có tên gọi là NPU. Nó đảm nhiệm xử lý những cái thứ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Và mình sẽ có một video khác để giải thích rõ ràng đến cái này hơn cho các bạn sau. Nhưng các bạn cứ hiểu đơn giản là nó sẽ nhận tới 22 khung cảnh khác nhau. Ví dụ các bạn chụp cận cảnh, chụp tuyết này, chụp phong cảnh này, chụp chân dung này, chụp thức ăn này, chụp di chuyển này, chụp trẻ con, nói chung có quá nhiều thứ. Và nó sẽ tùy thuộc vào đó là sẽ có những cái profile màu khác nhau, hoặc là nó sẽ tinh chỉnh lại cái thông số của camera để các bạn có thể chụp tốt hơn và đẹp hơn. Và mình cũng đã thử một vài tấm trên máy bay, khác biệt lắm, nhìn chất lắm, và mình sẽ show cho bạn xem ở đây. Một thứ nữa là camera selfie cũng 24 chấm, và nó cũng là một trong những cái chiếc điện thoại khiến cho mình cảm giác selfie bá vãi cả lều, nói chung là ngon vồn. Nhưng mà thực sự mà nói, nếu mà so sánh với những sản phẩm chuyên về selfie kiểu Oppo F7 hay các thứ, thì nó vẫn sẽ có những cái thứ nó hơi khập khiễng một chút, thì cái nọ bù vào cái kia các bạn cũng có thể cân đối. Và cuối cùng là thời lượng pin 3400 mAh, thì nó phục vụ được cho các bạn khoảng tầm 4 tiếng rưỡi on screen thông qua những cái trải nghiệm bình thường của mình. Hôm sang Thái Lan thì mình lắp SIM 4G vào đây, mình sử dụng nó, rồi lướt web, thôi thi thoảng phát wifi ra chiếc iPhone của mình sử dụng rồi các thứ, thì nó vẫn đáp ứng khoảng tầm 4 tiếng rưỡi on screen, thì mình đánh giá đây là một mức pin rất là ok rồi. Và nó còn có cái công nghệ sạc nhanh độc quyền của Huawei, nên là các bạn cũng có thể kích pin cho những sản phẩm này một cách rất là nhanh. Thì đấy là những cái trải nghiệm của bản thân mình, và mình đánh giá là nó là một trong những sự lựa chọn tốt nhất ở tầm giá khoảng 10 triệu. Thế nhưng bây giờ nếu cạnh tranh với những sản phẩm khác thì nó có cạnh tranh được hay không? Đầu tiên chính là chiếc Nokia 7 Plus. Thì với Nokia 7 Plus, con chip nó là Snapdragon 660, nó có thể tương thích game tốt hơn so với sản phẩm này. Một vài những game mình đã từng chơi, ví dụ Liên Quân Mobile, Asphalt, thì mình đánh giá là chơi game trên Nokia 7 Plus tốt hơn. Nokia 7 Plus cũng đã được nhận cái bản cập nhật Android P Beta
Và mình cũng đã từng làm một video chia sẻ về cái sản phẩm này rồi. Tuy nhiên thì mình thấy nó khá là nhàm chán về cái hệ điều hành phía bên trong. Tại vì nó chạy Android One gần như là thuần Google mà. Nó không có tùy biến, nó không có nhiều màu sắc, nó không có nhiều thứ để mà các bạn trải nghiệm. Và kiểu nó đã khác biệt giống như chiếc điện thoại này. Và có một thứ nữa chính là Nokia 7 Plus không có cái mở khóa bằng khuôn mặt giống như Honor 10. Và nếu như các bạn không biết thì Honor 10 sử dụng cái cảm biến vân tay siêu âm và nó cho tốc độ nhận cực kỳ nhanh luôn, nhanh hơn rất nhiều so với những thiết bị sử dụng cái vân tay bình thường mà mình cũng từng trải nghiệm. Mà kể cả tay các bạn hơi ướt một chút xíu chúng ta vẫn có thể trải nghiệm ok trên cái sản phẩm này. Nói chung là ok ở vấn đề này. Còn so sánh giữa Nokia 7 Plus và Honor 10, mình sẽ chọn Honor 10 bởi vì nó đẹp hơn, màn hình tốt hơn, camera ngon hơn và phần mềm nó nhiều màu sắc dễ tùy biến hơn. Hay là bây giờ so sánh với cả chiếc Asus Zenfone 5 mà Asus mới được giới thiệu ra mắt trên thị trường. Thì với Zenfone 5 nó sử dụng con chip Snapdragon 636 và 4GB RAM, thì riêng ở phần này mình đã đánh giá là Honor 10 tốt hơn. Thứ hai nữa là camera 19-10. Camera của Zenfone 5 cũng có AI, camera của cái này cũng có AI. Nhưng AI của cái nào làm tốt hơn thì mình xin được chia sẻ đến các bạn sau. Còn với bản thân mình đánh giá thì nó vẫn là 19-10, nhưng chúng ta sẽ có hai phong cách. Cái này thì sẽ là dual camera, một ống kính tele zoom để các bạn chụp chân dung, còn cái này sẽ là một cái góc rộng để các bạn có thể chụp cảnh. Hai trường phái rất là khác nhau nên mình sẽ không so sánh tiếp ở đây. Và thời lượng pin thì mình đánh giá là cả hai sản phẩm cũng khá là tương đương nhau, cùng với tầm khoảng 3400 mAh. Mà hay là chúng ta nhìn lại một vài những sản phẩm đã được giảm giá xuống, ví dụ như là Sony Xperia XZS này, Xiaomi Mi 6 này, rồi Xiaomi Mi Mix 2, tầm giá loanh quanh khoảng 10 triệu, mà cái kia là 10 triệu không có quà, cái này là 10 triệu còn có quà cơ đấy. Thì sản phẩm này nó có ưu điểm một cái thiết kế cầm nắm trong tay rất là gọn gàng, ok, kích thước 5.84mm, có tai thỏ này, dual camera cũng rất là ngon, zoom, dual camera cái này chắc chắn là nó sẽ tốt hơn so với một camera trên XZS và Mix 2 rồi, cái này thì mình có thể khẳng định. Và nếu so sánh với Mi 6 thì cái này cũng cho chất lượng camera tốt hơn. Ba sản phẩm kia sử dụng Snapdragon 835, nó cũng tương đương với Kirin 970, nhưng mà về tương thích game thì ba sản phẩm kia tốt hơn. Và một cái điểm nữa đây chính là những cái công nghệ liên quan đến vân tay, bảo mật các thứ, thì chỉ có duy nhất sản phẩm này có thêm cái mở khóa Face Unlock và cũng như có vân tay siêu âm thôi, nên các bạn cũng có thể cân đối. Đối với bản thân mình thì đánh giá nếu xét ở tầm giá 10 triệu thì vẫn ok, còn nếu xét ở tầm giá khoảng 7 triệu thì đúng là không có nhiều đối thủ để có thể cạnh tranh được với chiếc điện thoại này. Và các bạn nghĩ sao, hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới. Và ngay tại thời điểm này, nếu như các bạn đặt mua tại Hòa Mobile thì mức giá nó sẽ là 6.990.000, hình như rẻ nhất trên thị trường rồi thì phải. Tắt các bạn tự tham khảo xem sao nhé. Ok, video mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.